Kính chào quý vị và các đồng chí. Trong chương trình An ninh trật tự Bà Rịa Vũng Tàu tuần này, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các đồng chí những nội dung chính sau. Họp mặt truyền thống lực lượng cảnh sát cơ động. Tìm hiểu về đăng ký mã định danh điện tử. Phóng sự bắt giữ nhanh nhóm đối tượng chuyên cướp giật dây chuyền. Nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát cơ động 15 tháng 4 năm 1974, 15 tháng 4 năm 2022, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh đã tổ chức họp mặt ôn lại quá trình hình thành, phát triển và xây dựng lực lượng. Tại buổi họp mặt, các đồng chí nguyên là lãnh đạo đơn vị cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát cơ động đã cùng nhau ôn lại những quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của đơn vị. Với chức năng nhiệm vụ được phân công, trong những năm qua, phát huy những giá trị truyền thống của lực lượng, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh đã chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan, làm tốt công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu cho Đảng ủy, Ban giám đốc triển khai kế hoạch, phương án xử lý các tình huống phức tạp về an ninh trật tự, đặc biệt là trước, trong và sau thời gian diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng như Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Bên cạnh việc làm tốt công tác canh gác vũ trang, bảo vệ an toàn các mục tiêu, đơn vị đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm, góp phần làm trong sạch địa bàn, lên phương án bảo vệ các địa điểm diễn ra các hoạt động chính, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước. Trong các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, lực lượng cảnh sát cơ động đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, đẩy mạnh công tác tuần tra vũ trang, xử lý vi phạm, kịp thời phát hiện các hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến các hành vi gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản, vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Là lực lượng có tính sẵn sàng chiến đấu cao trong những năm qua, Ban Giám đốc Công an tỉnh thường xuyên quan tâm chỉ đạo lãnh đạo đơn vị, chú trọng công tác xây dựng và thực tập thành thạo các phương án phòng chống bạo loạn, khủng bố, khẳng định sức mạnh kỷ luật và tính chiến đấu của lực lượng. Trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, lực lượng Công an tỉnh nói chung, lực lượng Cảnh sát cơ động nói riêng đã nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ, góp phần quan trọng vừa ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, vừa giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh nhà. Với những kết quả đạt được, trong 5 năm liên tiếp, đơn vị thường xuyên đạt danh hiệu đơn vị tiên tiến hoặc đơn vị quyết thắng, nhận được 140 bằng khen, giấy khen các cấp cho tập thể, cá nhân về những thành tích xuất sắc trong công tác. Kính thưa các đồng chí và quý vị, Bộ Công an vừa triển khai cấp tài khoản định danh điện tử trên phạm vi cả nước. Đây là một trong những nội dung nhằm cụ thể hóa đề án số 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Nhằm làm rõ hơn nữa những thông tin liên quan đến đề án này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính Công an tỉnh. Xin chào ông, Bộ Công an vừa triển khai cấp tài khoản định danh điện tử trên phạm vi cả nước. Đây là một trong những nội dung nhằm cụ thể hóa quyết định 06 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án xây dựng phát triển dữ liệu quốc gia về dân cư, xác thực và định danh điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Ông có thể cho biết là quá trình triển khai thực hiện cái việc cấp tài khoản định danh điện tử tại Bà Rịa Vũng Tàu đến thời điểm này như thế nào? Thực hiện chỉ đạo của Bộ thì Công an tỉnh đã có cái kế hoạch số 85 ngày 11 tháng 3 năm 2022 để triển khai cấp căn cước công dân cũng như cấp cái mã số định danh điện tử trên toàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì đến nay thì phòng PC06 và công an các huyện, thị xã, thành phố cũng đã tổ chức triển khai cấp căn cước công dân gắn chip điện tử cho công dân và cấp cái mã số định danh cho công dân. Thì tính từ khi triển khai đến nay thì Công an tỉnh cũng đã tổ chức cấp được 3.996 cái mã số định danh điện tử cho công dân. Những lợi ích mà người dân có được khi được cấp và sử dụng cái tài khoản định danh điện tử là gì thưa ông? Công dân mà đăng ký cái tài khoản định danh điện tử này ấy, thì nó có nhiều cái lợi ích cho người dân. Thứ nhất ấy, là nó tiết kiệm về cái thời gian khai báo các cái thông tin của công dân đối với các cái cơ quan quản lý nhà nước.
trong vấn đề giao dịch thủ tục hành chính. Cái thứ hai nữa là nó chia sẻ cái thông tin của công dân với lại cái đơn vị thứ ba, là bằng cái cách là quét cái mã QR code bằng các cái phương tiện kỹ thuật thì người ta sẽ biết được toàn bộ cái thông tin của công dân, thì không cần phải xuất trình các cái giấy tờ cần thiết mà có thể sử dụng bằng vật lý. Cái thứ ba nữa là giảm thiểu tối đa về vấn đề phải khai báo giấy tờ bằng tay. Cái thứ tư nữa là thực hiện cái giao dịch, thực hiện cái dịch vụ công hành chính quốc gia ấy, thì nó cũng thuận tiện là để giao dịch với cái cơ quan quản lý nhà nước, nó đã xác thực bằng cái tài khoản định danh điện tử rồi, cho nên là không nhất thiết thì phải là xuất trình các giấy tờ. Và cái thứ tư nữa là sử dụng cái tài khoản định danh điện tử này ấy, nó đảm bảo tính bảo mật rất là cao và không thể là ai làm giả được. Quá trình cấp tài khoản định danh điện tử thì trải qua những cái quy trình như thế nào, và người dân tại Bà Rịa Vũng Tàu thì cần lưu ý gì khi mà thực hiện cái việc cấp tài khoản định danh điện tử? Đến cái bộ phận được cấp căn cước công dân của công an cấp huyện và của công an tỉnh thì công dân chỉ việc thông báo cho cán bộ là xin cấp cái tài khoản định danh điện tử, thì cán bộ sẽ thu nhận toàn bộ thông tin của công dân. Một là các cái thông tin của công dân, thứ nhất là cái mã số định danh này, thứ hai là tên tuổi này, thứ ba ngày tháng năm sinh, thứ tư nữa là chụp hình hoặc là lấy dấu vân tay. Bước thứ hai là công dân thực hiện như là cái cấp căn cước công dân thôi, toàn bộ sẽ được nhập vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư của Bộ Công an, sau đó thì Bộ Công an sẽ xác thực và cấp cho công dân một cái mã, một cái mật khẩu. Đến nay thì Bộ Công an cũng như công an tỉnh mới đang bước thực hiện các cái bước là thu nhận thông tin cấp tài khoản định danh điện tử. Thế còn việc mà đưa vào ứng dụng thì đến hiện nay thì cũng đang trên đường là hoàn thiện. Xin được cảm ơn ông. Trong những ngày đầu tháng 4 vừa qua, trên địa bàn thành phố Vũng Tàu đã xảy ra một số vụ cướp giật tài sản khá manh động. Cá biệt có ngày đã xảy ra liên tiếp 3 đến 4 vụ. Ngay sau khi nhận được tin báo từ các nạn nhân, công an thành phố Vũng Tàu đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh và bắt giữ được hai tên cướp manh động này. Các đối tượng bị bắt giữ gồm Đỗ Thanh Phước, sinh năm 2004, ngụ tại khu phố 1, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, và Trần Thông Thái, sinh năm 2001, ngụ tại xã Tân Thành Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Theo lời khai của các đối tượng, tối ngày 2 tháng 4, hai đối tượng này chở bạn gái từ thành phố Hồ Chí Minh xuống Vũng Tàu chơi và thuê nhà nghỉ ở khu vực bãi sau để ở. Tại đây, hai đối tượng bàn bạc và thống nhất sẽ đi cướp giật dây chuyền để lấy tiền tiêu xài. Ngày 3 tháng 4, sau khi ăn sáng và để bạn gái ngồi chờ tại quán cà phê, Thái điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Exciter màu vàng, chở Phước đi tìm mục tiêu để cướp giật. Khi đi đến số 92 Hạ Long, phường 2, thành phố Vũng Tàu, hai đối tượng này phát hiện một người đàn ông điều khiển xe mô tô đi một mình, có đeo sợi dây chuyền bằng vàng trên cổ. Thái điều khiển xe mô tô áp sát vào bên trái người đàn ông để Phước thực hiện hành vi cướp giật sợi dây chuyền vàng trị giá hơn 36 triệu đồng. Tiếp tục trong buổi chiều cùng ngày, vào khoảng 17 giờ 10 phút, Thái chở Phước trên chiếc xe Exciter màu vàng đến trước nhà số 83 Trần Đồng, phát hiện thấy chị Nguyễn Thị Thanh Nga, trú tại phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, điều khiển xe máy một mình. Bọn chúng đã nhanh chóng ra tay cướp giật. Hôm đó em có chở hàng cho một khách hàng ở chỗ đầu đường Trần Đồng. Thì khi đi từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa về đây thì đến tiệm bánh mì, thì có hai đối tượng ép sát vào người tôi và giật cái sợi dây chuyền trên cổ tôi. Và khi tôi lúc đó tôi bàng hoàng thì định hình tôi ngẩng lên thì hai người đó đã chạy thẳng về hướng Trần Đồng. Ngay sau khi cướp giật được sợi dây chuyền, lợi dụng lúc đông người, hai đối tượng phóng xe thật nhanh tẩu thoát. Nhưng ngay sau đó, khi tới khu vực vòng xoay tượng đài dầu khí, Thông và Phước tiếp tục ra tay cướp giật dây chuyền của một người đàn ông rồi phóng xe bỏ chạy về phía đường 2 tháng 9. Với cùng một hành vi và thủ đoạn, chỉ trong thời gian ngắn, Thái và Phước đã thực hiện 18 vụ cướp giật tài sản. Cho đến giờ là Thái đã thực hiện bao nhiêu vụ cướp tài sản được? Dạ 18 vụ. Cái loại tài sản là đối tượng hay thường chọn là gì? Dạ dây chuyền. Tại sao lại thường chọn đối tượng cướp dây chuyền? Dạ tại
canh những người sơ hở khi đeo tài sản, cái đó dễ lấy. Em ở Củ Chi. Tại sao lại chọn địa bàn Vũng Tàu để cướp? Dạ, địa bàn Vũng Tàu là có khách du lịch nhiều nên có nhiều đối tượng đeo dây chuyền. Điều đáng chú ý là hai đối tượng này đặc biệt quan tâm tài sản là những sợi dây chuyền, nên bất kể nạn nhân là nam hay nữ, đi một mình hay chở nhiều người, có cơ hội là chúng ra tay. Chính vì thế, anh Mai Xuân Việt trú tại phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu cũng đã trở thành nạn nhân của hai tên cướp manh động này khi đang chở vợ con lưu thông trên đường đông người. Tầm giờ đó thì tầm khoảng 4 giờ rưỡi, 5 giờ kém buổi chiều thì tầm rất là đông người và buổi lễ nữa. Thì hai đối tượng theo dõi ở từ sau mà lên mà làm rất là nhanh, rất là chuyên nghiệp. Vừa sượt qua ngay cổ là phóng lên tới trước, nên là phản ứng không kịp. Có chi hô một đoạn nhưng mà hai tên nó rất là nhanh mà phóng tới trước và dọt thẳng ra đường Hồ Quán Thám. Những vụ cướp giật táo tợn của Thái và Phước đã gây bất an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Vũng Tàu và gây hoang mang dư luận trong những ngày vừa qua. Quá trình điều tra xác minh làm rõ đối tượng gặp nhiều khó khăn. Song với quyết tâm bắt giữ được các đối tượng trong thời gian sớm nhất, nhanh nhất, lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố Vũng Tàu đã không quản ngày đêm nỗ lực thực hiện các biện pháp nghiệp vụ và bắt giữ hai đối tượng trước khi chúng tiếp tục phạm tội. Các đối tượng cướp giật tài sản tuy còn trẻ tuổi nhưng mà rất manh động, thể hiện ở việc các đối tượng giật liên tục ở một cái đoạn đường nơi rất là đông dân. Thứ hai nữa là các đối tượng giật không những đối với phụ nữ mà cả những người đàn ông có khả năng truy hô và truy đuổi để truy bắt đối tượng. Thứ ba nữa là các đối tượng thường xuyên xuống địa bàn của thành phố Vũng Tàu để mà thực hiện cái hành vi cướp giật, mặc dù các cái thông tin của đối tượng đã được đưa lên các cái trang thông tin để mà truy tìm, truy bắt. Các đối tượng thường nhắm đến những người đi đường mà có đeo dây chuyền ở trên cổ, đặc biệt là những người mà đeo cái dây chuyền nó hở ra ngoài cổ, có thể nhìn thấy từ xa, thì các đối tượng nhắm đến để mà áp sát cướp giật, rất là nguy hiểm cho tính mạng của cái người đi đường. Trong quá trình điều tra làm rõ thì cũng gặp một số cái khó khăn. Thứ nhất là đối tượng chưa có tiền án tiền sự và ở cái địa bàn khác xuống địa bàn thành phố Vũng Tàu, cũng như là ở ngoài tỉnh vào tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cho nên là chúng tôi rất ít có thông tin và nằm ngoài cái đối tượng quản lý nghiệp vụ của công an thành phố Vũng Tàu. Đối với các cái đối tượng này, sau khi mà cướp giật thì thường là thay đổi những cái đặc điểm như mũ bảo hiểm, quần áo, giày dép, cũng như là cái phương tiện là cái xe máy và biển số giả thay đổi liên tục, gây khó khăn cho công tác truy tìm, truy bắt. Cái thứ ba nữa là tài sản mà đối tượng nhắm tới là những sợi dây chuyền của những người đi đường. Cho nên là sau khi mà giật được, các đối tượng mang về thành phố Hồ Chí Minh hoặc nơi khác tiêu thụ. Trong những ngày tới, theo dự báo, thành phố Vũng Tàu sẽ tiếp tục là một địa bàn du lịch thu hút được đông đảo du khách ở các tỉnh, thành phố khác tới tham quan, nghỉ dưỡng. Mặt khác, một số loại tội phạm cũng lợi dụng tình hình địa bàn để thực hiện các hành vi phạm tội. Vì vậy, song song với công tác bảo đảm an ninh trật tự của cơ quan chức năng, mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tự bảo vệ an toàn tài sản của cá nhân, chủ động phòng ngừa các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản trên địa bàn. Chương trình An ninh Bà Rịa Vũng Tàu tuần này đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các đồng chí và quý vị. Thân ái chào tạm biệt.